Chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Các bạn có nhớ từ cái ông thuyền thoại của video lần trước, kỳ đó rất cách đây rất là lâu. Hôm nay chúng ta sẽ phá đảo cái game này một lần nữa, tại vì kỳ đó mình đâu biết quay. Bây giờ có kinh nghiệm rồi thì vô chơi luôn. Đi chơi rất là hay nha mọi người. Đây là chữ trang đài trang thơ. Mình là một người số liều nên mình sẽ đi bắn chết mấy thằng bắn tẻ này, các cậu có bắn mình nữa. Bắn hết đạn luôn. Yeah, I am good. Tôi rất là ổn. Wow, 2 sao luôn. Ghê thiệt. Tiền thì vẫn nhiều. Ok. Quá xuất sắc. Trời, vậy mà có 1 sao ngộ vậy. Ok. Bắn cái súng lên, bắn màn này ban hết. Nãy là do may mắn mà ăn cái hộp hồi sinh á, nên là mình còn sống từ giờ nha mọi người. Ok. Yeah. Rồi 1 sao quá. Rồi 1 sao thiệt rồi. Tiếp theo. Ở đây hơi cực à. AK-40. Ai cảm ơn mơ có ông nào chơi. Thank you.
xong phim rồi luôn ha. Ta là vô địch. Yeah, vô địch, vô địch thiên hạ luôn. Yeah, 2900 điểm luôn. Tiếp theo. Trời ơi, mới vô nó bắn rồi. Chơi kỳ á. Lén thì đột á. Dạ, yeah. nào. Ra hết đi. Bắn hùng cũng mà đặt bắn nữa. Bắn chi cho cực. Nấp chỗ đây bắn tỉa gì nữa. Đi đợt á. Yeah. Bùm chát. Quá ngon, 5000 mấy liếm luôn. Nhưng vẫn một đau. Cuối cùng chúng ta cũng đã phá đảo được tựa game này rồi. Chưa đâu. Wow, 9000 mấy điểm mà vẫn một sao là sao? Rồi chúng ta sẽ qua đảo tuyết thi đấu với những con. Ok, cái súng này là báo thủ nha mọi người. Thank you.
con gấu này nữa hả? Anh ơi, em, anh ơi, em mới học có lớp 1 mà anh ơi. Trời ơi, lớp 1 mà chơi được ngôi giáo đó chứ không phải lớp 1 thua tất cả lớp đâu nha. Ngon, chưa được hết phần 1 phút luôn. Wow, quay 14.000 mấy điểm luôn. Trời ơi, cũng 1 sao à. Đảo tiếc hình như dễ hơn cái hồi nãy. Rồi, đem cái súng xịn đi lên. Ồ, súng màu. Ôi, súng này mạnh à. Quá dễ. Khi anh này đã có súng mạnh thì không bao giờ có thể thua chúng mày được. Quả mồi sao gai thế. Ồ, này như kệ đi. Súng này ngon à. Súng này game cái bắn mà. Ôi. Lắc. Mà. Yo. Sao mình thấy God.
Thì cảm ơn vì mọi người đã chơi giúp mình. Thì mình đã chơi cái màn mờ ở đây rồi, nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì video tiếp theo mình sẽ chơi tới 11, 12 rồi tiếp nữa ha. Ok. Và tạm biệt mọi người.